Hello, xin chào quý anh chị em và các bạn. Chào mừng quý anh chị em và các bạn quay lại với cái chương trình trực tiếp của nhóm tự doanh nhà đất. Thưa quý anh chị em và các bạn, thì buổi chia sẻ ngày hôm nay thì nhóm chúng tôi sẽ dành ra khoảng 20 phút để chia sẻ với quý anh chị em và các bạn Em và các về bạn cái thì cách nhận buổi biết chia sẻ ngày hôm nay. về xu hướng thị trường bất động sản qua cái việc phân tích các giai đoạn của một chu kỳ. Thì thưa quý anh chị em và các bạn, là rất nhiều quý anh chị em và các bạn mới tham gia thị trường bất động sản thì cũng còn rất là khó khăn trong cái câu chuyện là xác định cái xu hướng của thị trường hiện tại thì nó đang như thế nào, và liệu có phải là đang ở cái giai đoạn mà chúng ta không nên mua vào hay không, hay là đang nằm ở một cái giai đoạn mà chúng ta nên mạnh dạn để giải ngân mua vào các sản phẩm bất động sản mà nhằm là có thể thu được tối đa hóa cái lợi ích. Thì để không mất thời gian quý anh chị em và các bạn, chúng tôi đi ngay vào cái vấn đề chính của buổi chia sẻ hôm nay. Đó chính là khi mà tham gia thị trường bất động sản thì chúng ta cần lưu ý đến những cái điểm nào để chúng ta có thể mạnh dạn mà mua bán các sản phẩm bất động sản. Thì ba cái điểm lưu ý quan trọng cần phải xem xét trước khi tham gia thị trường bất động sản mà bất kỳ một nhà môi giới bất động sản hay là một cái người mới nào đều tham gia đều có thể nhìn thấy ngay và có thể là nhận biết được. Đó chính là vấn đề thứ nhất là phải xem xét cái mức độ thanh khoản hiện tại trên thị trường bằng việc thu thập các cái dữ liệu tổng nguồn cung, tổng thương vụ giao dịch và cái mức độ tăng giảm của các giao dịch hiện tại so với quá khứ, tức là so với năm trước hoặc là so với quý trước. Thì cái điều này thì tại sao chúng ta cần phải tham khảo cái vấn đề này? Bởi vì cái lĩnh vực bất động sản nó là một trong những cái lĩnh vực mà khi mà sôi động thì cái nhu cầu mua và bán thì rất là mạnh mẽ. Tuy vậy thì khi mà thị trường có vấn đề thì chúng ta sẽ mất luôn cái cung cầu, tức là không có thanh khoản luôn. Nên chúng ta cần phải xem xét là cái lúc chúng ta đang giao dịch, định mua giao dịch thì liệu thị trường có thanh khoản hay không. Và tùy vào cái việc mà chúng ta mua để ở hay mua để kinh doanh thì chúng ta cần phải định lượng. Cái vấn đề thứ nhất cần phải xem xét. Cái vấn đề thứ hai đó là chúng ta cần phải đánh giá cái mức độ tăng giá trong một khoảng thời gian nhất định để biết được cái mức độ sốt nóng của thị trường. Tức là ví dụ như trong từng ngày, nếu mà thị trường mà tăng tăng giá từng ngày thì nó đang rất là nóng, thị trường mà trong cả năm tăng không được 10% thì nó sẽ là nguội bớt một chút, hoặc là cả năm không có giao dịch nào hoặc là gần như là đóng băng thị trường thì lúc đó chúng ta cũng cần phải xem xét. Cái vấn đề thứ ba mà chúng tôi muốn dành thời gian để chia sẻ với quý anh chị em và các bạn đó là chúng ta phải dành ra ít phút để so sánh các cái giao dịch thứ cấp và sơ cấp. Cái này thì có phần là hơi khó đối với những anh chị em mới, nhưng cũng không khó lắm bởi vì chúng ta có thể quan sát một vài cái vị trí mà chúng ta cần mua vào bất động sản, sản phẩm bất động sản, ví dụ như chung cư chẳng hạn, thì chúng ta sẽ view những cái khu chung cư xung quanh xem liệu có đông người ở hay không. Chúng ta view những cái miếng đất quanh quanh khu vực chúng ta định mua liệu có hạ tầng tốt, đường, trường, trạm và các vấn đề liên quan đến nước và điện thì có tốt hay không. Thì nếu có tốt thì mới biết được rằng là đó là những người có nhu cầu mua để ở thực, xung quanh chúng ta có những căn hộ chung cư là mua ở thực thì chúng ta mới thấy được rằng đó là nhu cầu để ở là nhiều. Còn nếu như mà chung cư đã bàn giao rồi mà chẳng có ai ở, khu đất đã bàn giao rồi mà chẳng có ai xây nhà để ở thì đó là cái nhu cầu đầu cơ và chúng ta cần phải xem xét những vấn đề này thật là chi tiết. Thì để làm rõ những cái yếu tố cần xem xét và dễ cho anh chị em và các bạn ai cũng có thể là đánh giá được cái vấn đề là thị trường đang ở cái xu hướng như thế nào thì chúng ta đi vào phân tích cái vấn đề cốt lõi, tức là lý thuyết cốt lõi của cái xu hướng thị trường bất động sản. Nó sẽ trải qua khoảng 4 chu kỳ và chúng ta sẽ lần lượt đi từng chu kỳ một. Kính thưa quý anh chị em và các bạn, thì đây trên màn hình quý anh chị em và các bạn là các cái giai đoạn của một chu kỳ bất động sản. Thì cái này thì tưởng chừng như rất là giản đơn, rất là đơn giản, rất là ai cũng biết, ai cũng nắm, nhưng thực tế thì không không mấy nhà đầu tư bất động sản để ý đến cái vấn đề này. Và chúng ta cũng không lượng hóa được rằng là chúng ta có bao nhiêu cái giai đoạn trong một chu kỳ bất động sản. Thì thưa với anh chị em và các bạn là chúng ta trải qua 4 giai đoạn trong một chu kỳ bất động sản, gồm có giai đoạn phục hồi, giai đoạn sốt nóng, giai đoạn hạ nhiệt và giai đoạn đóng băng. Thì chúng ta nắm rõ, nắm kỹ những cái chu kỳ này thì chúng ta sẽ đi đến và
được những cái thành công nhất định, bởi vì chúng ta thường thì hãy sẽ mua vào ở cái giai đoạn phục hồi, bán ra ở giai đoạn sốt nóng và tạm nghỉ ở giai đoạn hạ nhiệt và giai đoạn đóng băng. Chúng ta cuối giai đoạn đóng băng, đầu giai đoạn phục hồi thì chúng ta lại mua lại. Đó là cái việc mà mua bán bất động sản để kinh doanh. Còn mua bán bất động sản để ở thì nếu chúng ta mua được ngay ở cuối chu kỳ đóng băng và đầu chu kỳ hồi phục thì chúng ta cũng đều đã là những người mà tự nhiên là có thêm cái phần lợi nhuận từ cái việc tăng thêm của giá bất động sản là rất nhiều, gần như là rất lớn so với lại những cái mà chúng ta cũng mua với cái nhu cầu như thế, nhưng ở trong những cái giai đoạn sốt nóng hoặc là trong những cái giai đoạn đóng băng thì chúng ta sẽ chịu những thiệt thòi liên quan tới chi phí vốn vay, liên quan tới việc mua phải giá đắt. Thì chúng ta đi vào từng cái giai đoạn một để hiểu hơn và chi tiết hơn, và từ đó chúng ta có thể định lượng được thị trường bất động sản của chúng ta hiện tại đang ở cái giai đoạn nào. Vâng, thưa với anh chị em và các bạn, nếu như nói tới giai đoạn phục hồi thì chúng ta cần phải lưu ý những cái điểm như sau. Thứ nhất là ở trong cái giai đoạn phục hồi thì kinh tế sẽ có dấu hiệu phục hồi, thoát ra khỏi cái trì trệ trước đó và bắt đầu có những cái tăng trưởng nhẹ nhẹ, tức là GDP trước đó thì thấp thì nhưng mà bắt đầu bước sang cái giai đoạn phục hồi thì nó sẽ tăng trưởng GDP theo quý sẽ tăng nhanh hơn một tí và tăng bắt đầu nhích lên. Nhiều cái công trình xây dựng nhà ở bắt đầu sẽ khởi công lại, tức là trước đó thì những công trình nhà ở bị trì trệ ở cái giai đoạn đóng băng trước đó thì bây giờ bắt đầu khởi công lại. Vật liệu xây dựng sau một cái thời kỳ tồn đọng, tồn kho rất là nhiều thì bắt đầu được giải phóng, có nhu cầu nhiều hơn và bắt đầu giá thì bắt đầu nhích tăng nhẹ từ cái mức giá thấp của cái giai đoạn đóng băng trước đó. Các ngân hàng thì bắt đầu sẽ có những hợp đồng cho vay lại bất động sản và bắt đầu mở lại cái tín dụng cho ngành bất động sản. Tồn kho bất động sản và vật liệu sẽ giảm mạnh từ cái mức tồn kho lớn của vật liệu xây dựng và tồn kho của thị trường bất động sản sẽ được giảm mạnh, và chúng tôi sẽ cập nhật với anh chị em và các bạn vào cuối video này để anh chị em và các bạn có thể nhìn rõ hơn. Và ở trên cái phương tiện thông tin truyền thông thì sẽ liên tục cập nhật cái tỷ lệ tồn kho bất động sản và vật liệu xây dựng để chúng ta nắm được là bắt đầu đang có sự dấu hiệu của sự phục hồi. Các chủ đầu tư dự án thì bắt đầu đẩy mạnh cái việc xây dựng các dự án tạm ngưng trước đó. Và thưa anh chị em và các bạn, với những cái phản ứng của những nhà đầu tư chuyên sâu thì họ sẽ xem đây là cái giai đoạn tốt nhất để tham gia thị trường bất động sản. Đây là... Và thông thường thì chu kỳ bất động sản thì khá là dài đấy anh chị em và các bạn, nó từ 5 tới 10 năm cơ. Nên anh chị em và các bạn tiếp tục theo dõi video này. Giai đoạn thứ hai sẽ là cái giai đoạn sốt nóng. Thưa anh chị em và các bạn, giai đoạn sốt nóng thì nó sẽ hiển thị như sau. Kinh tế tăng trưởng sẽ tốt hơn, nhanh hơn giai đoạn trước đó. Ngân hàng thì đẩy mạnh cho vay hơn, dư nợ bất động sản sẽ lớn hơn so với giai đoạn phục hồi. Và đặc biệt cái giai đoạn này thì lãi suất huy động và lãi suất tiết kiệm thì sẽ bắt đầu tăng, bởi vì giá nhà đất tăng nên là các cái lãi suất này sẽ tăng. Và vật liệu xây dựng thì bán chạy hơn, nhanh hơn và giá của bất động sản cũng tăng rất là nhanh. Giá vật liệu xây dựng cát, sỏi, xi măng, sắt thép thì cũng tăng nhanh. Nhà nhà sẽ nói về bất động sản, nhà người người sẽ nói về bất động sản, trong các văn phòng, trong các cái công ty ai ai cũng nói về bất động sản. Và cái đội ngũ cò đất sẽ tăng rất là mạnh và đông đảo trong giai đoạn này. Việc mua bán nhà đất thì sẽ rất là nhanh chóng. Nếu mà chậm chân thì sẽ bị người khác mua mất ngay. Và giá bất động sản thì thực sự là sẽ tăng theo từng ngày. Và không khó để nhận ra đây là một giai đoạn là thị trường bất động sản sốt sình sịch từng ngày. Và chút xíu thì chúng tôi sẽ chỉ cho anh chị em và các bạn giai đoạn nào của những cái giai đoạn 30 năm vừa qua thì giai đoạn nào mạnh mẽ như vậy. Và thưa với anh chị em và các bạn là cái phản ứng của nhà đầu tư có kinh nghiệm là trong cái giai đoạn này họ sẽ âm thầm thoát hàng, bán ra, chốt lời và tìm kiếm cái lợi nhuận. Vâng, đó là giai đoạn sốt nóng. Cái giai đoạn tiếp theo của thị trường bất động sản sẽ là giai đoạn hạ nhiệt, thì lúc này thì lạm phát sẽ bắt đầu tăng trở lại. Nhà nước sẽ khống chế lạm phát bằng việc là sẽ rút tiền ra khỏi thị trường, và từ đó thì cái nguồn cung tiền tiền mặt sẽ khan hiếm và lãi suất huy động của các ngân hàng sẽ có dấu hiệu tăng trở lại. Các nhà banh thì bắt đầu sẽ các ngân hàng sẽ bắt đầu giảm cho vay bất động sản, các hợp đồng ký mới để cho vay thì sẽ ít dần và giá bất động sản bắt đầu sẽ chứng lại và có một số nơi sẽ giảm nhẹ. Thông tin nói về sự chậm lại của thị trường, các chủ đầu tư thì tung các gói khuyến mại để thoát hàng và bán nốt những cái sản phẩm họ còn. Và mục đích là để kích thích cái nhu cầu mua. Các chủ nhà thì bắt đầu chấp nhận thương lượng với cái mức giá thấp hơn đối với những người mua. Và nhiều nhà đầu tư bất động sản sẽ bắt đầu rút khỏi thị trường. Thực sự họ đã rút từ cuối cái giai đoạn trước và bắt đầu giai đoạn này thì sẽ rút mạnh mẽ hơn. Nhà đất bắt đầu khó bán hơn và số lượng giao dịch thì sẽ bắt đầu là giảm dần và không còn sôi động như giai đoạn trước.
cái phản ứng của nhà đầu tư chuyên nghiệp ở giai đoạn này thì thường họ sẽ hạn chế mua bán ở giai đoạn này, để tránh cái trường hợp là ở cái giai đoạn hạ nhiệt này cũng chính là giai đoạn tạo đỉnh của thị trường bất động sản và sẽ bước vào một cái chu kỳ mới, cái giai đoạn mới, đó là giai đoạn đóng băng. Thì cái giai đoạn đóng băng này thì nó sẽ có những cái dấu hiệu rất là rõ nét, lạm phát sẽ tăng rất là cao, lãi suất tiết kiệm và lãi suất tiền gửi sẽ tăng cao khó tin luôn. Có những giai đoạn trong lịch sử Việt Nam mình thì lãi suất tiền gửi có thời kỳ lên tới 20-25% thưa anh chị và các bạn. Và ngân hàng sẽ ngừng cho vay lĩnh vực bất động sản vì là cái tín dụng cho bất động sản tăng cao quá mức và nhà nước cũng sẽ hạn chế cái vấn đề là cho vay trong cái lĩnh vực bất động sản này. Giá các sản phẩm bất động sản kinh doanh sẽ có yếu tố đầu cơ sẽ bắt đầu giảm, thậm chí là giảm mạnh nếu như cái sản phẩm mà này nó chỉ thuần sinh ra để cho cái giới đầu cơ thì nó sẽ giảm cực kỳ mạnh luôn và có đôi khi nó sẽ giảm tới 20%. Nhiều anh chị bảo bất động sản sẽ không giảm, thưa với anh chị em và các bạn, những sản phẩm đầu cơ sẽ giảm trong giai đoạn đóng băng và thậm chí là sẽ gây ra những cái vấn đề, ví dụ như là các cái giao dịch sẽ bắt đầu ngưng trệ, nhân viên các sàn giao dịch sẽ bắt đầu bị thanh loại, bị đuổi việc hoặc bị giảm biên chế. Các công ty nhỏ của ngành bất động sản sẽ chuyển nghề kinh doanh, các dự án sẽ bắt đầu đình trệ thi công hoặc là ì ạch trong cái vấn đề thi công, gần như là nhiều tháng nhìn vào cái dự án đấy nó chẳng thay đổi tí nào cả. Và thưa với anh chị em và các bạn là các cái doanh nghiệp bất động sản lớn sẽ bắt đầu cắt lỗ các dự án, bán giảm giá, hoặc là một số doanh nghiệp nhỏ sẽ phá sản. Các nhà đầu tư vào lĩnh vực bất động sản có vay nợ nhiều hoặc là giai đoạn trước sử dụng đòn bẩy margin nợ ngân hàng hoặc là vay nóng sẽ bắt đầu gặp phải tình trạng là trốn nợ hoặc là tình trạng bắt bớ liên quan đến bất động sản sẽ bắt đầu diễn ra. Thị trường lúc này sẽ rất ít, thậm chí không có giao dịch. Và thưa với anh chị em và các bạn, phản ứng của giai đoạn này thì chúng ta cần phải ngồi chờ quan sát và các nhà đầu tư khôn ngoan sẽ bắt đầu mua bán và mua vào những cái sản phẩm được for sale rẻ trong cuối cái giai đoạn đóng băng này. Thì như vậy là sẽ có 4 cái giai đoạn mà chúng ta. Vì vậy, khi mà chúng ta nhìn thấy được có 4 giai đoạn thì chúng ta, tại sao những cái vấn đề liên quan lạm phát GDP, các vấn đề liên quan đến cập nhật cái dữ liệu về giá của bất động sản, của giá vật liệu xây dựng cũng như cập nhật cái dữ liệu liên quan đến các chủ dự án thì nó khó khăn. Nhưng cái thứ mà chúng ta có thể cập nhật được đó chính là ba cái vấn đề nêu trên, là cái thanh khoản. Chúng ta có thể đi retest ở cái khu vực chúng ta cần mua thì chúng ta có thể biết được thanh khoản như thế nào, có mua bán hay không, có thực sự có sự sôi động hay không. Chúng ta đánh giá được cái mức tăng, tức là nhìn thị trường mà thấy mà ví dụ như hôm nay chúng ta hỏi một cái dự án, ngày mai chúng ta lại hỏi lại cái dự án đó, giá cũng gần như không tăng, thậm chí là có xu hướng giảm. Thì chúng ta sẽ biết ngay. Và những cái yếu tố về việc so sánh cái thứ cấp và sơ cấp thì chúng ta đơn giản thôi, chúng ta sử dụng cái vấn đề liên quan tới việc là thực sự các nhà đầu tư sử dụng tiền thật để mua hay là sử dụng đòn bẩy margin bằng việc vay lãi ngân hàng để mua các dự án đầu cơ ngắn hạn, thì chúng ta sẽ nhìn nhận vấn đề nó sẽ rõ nét hơn. Và cách này là cách giản đơn nhất, là dùng ba cái yếu tố đang trên màn hình quý anh chị em và các bạn để nhìn rõ hơn thị trường bất động sản đang ở đâu và chúng ta có thể xem xét là mua hay không mua. Thì chúng ta sẽ tiếp tới cái phần tiếp theo, đó chính là cái phần hiểu rõ được thị trường. Chúng ta phải hiểu rõ nó trước khi tham gia nó. Trong bất kỳ một lĩnh vực nào thì chúng ta cũng phải quan tâm đến việc là phải hiểu thật rõ thị trường, phải hiểu thật rõ thị trường, biết được chúng ta đang ở đâu, thị trường hiện tại đang như thế nào thì chúng ta mới bắt đầu giải ngân và mua bán trên thị trường. Thì để hiểu rõ được thì chúng ta cần phải làm những cái công tác như sau. Thứ nhất là, sorry anh chị em và các bạn, là chúng tôi sẽ next lại cái này để chúng ta có thể vào lại cái này bởi vì nó đang cập nhật chưa đủ. Thưa anh chị em và các bạn là nó cập nhật chưa có đủ anh chị em và các bạn. Anh chị chờ một chút ạ, nó cập nhật bởi vì có một đội ngũ làm cái PowerPoint này cho tôi thuyết trình nên là anh chị em và các bạn chờ một chút thì nó sẽ cập nhật đầy đủ hơn cho anh chị em và các bạn xem. Thì đây, chúng ta sẽ nhìn thấy là một vài cái yếu tố rất là quan trọng mà chúng ta nếu như mà tham gia ở bất kỳ một cái giai đoạn nào thì cũng đều có thể tham gia được và cái rủi ro mất vốn là rất thấp. Đó là cái phân khúc đất nền và đất mà có nhà nát. Thì thông thường thì tại cái phân khúc đất nền này thì chúng ta sẽ thấy là phân khúc này thì chỉ áp dụng cho những người có tiền tươi sắc thật, tức là đây là nhu cầu thực, nhu cầu ở, nhu cầu thực tế và đây là cái dòng sản phẩm luôn được ưa chuộng ở bất kỳ cái giai đoạn nào. Và trong xuyên suốt mọi cái thời kỳ thì nó đều có một cái mức độ tăng trưởng nhất định, tùy vào tình hình, tùy vào cái thời kỳ và giai đoạn của bất động sản thì nó sẽ tăng nhiều hay tăng ít. Và phần lớn người mua thì rất ưu tiên tới cái phân khúc này với cái tâm lý của người Á Đông mình là an cư lạc nghiệp.
luôn muốn sở hữu cho riêng mình một căn hộ hay một miếng đất cắm rủi, nên đây là dòng sản phẩm sẽ trường tồn với thời gian. Và anh chị và các bạn thì khi mà đánh giá được cái xu hướng, ở cuối video sẽ đánh giá xu hướng cho anh chị em và các bạn, thì chúng ta sẽ lưu tâm vào cái phân khúc này. Phân khúc này là một trong những phân khúc thơm ngon bổ dưỡng nhất của ngành bất động sản. Phân khúc thứ hai là các cái căn hộ chung cư nhỏ và vừa từ 1 đến 2 phòng ngủ và có giá từ 1 đến 2 tỷ. Thì đây cũng chính là cái phân khúc thực đánh vào cái giới trí thức trẻ, hoặc là những người có cái lượng tiền tiết kiệm sau 5 10 năm ở mức 1 đến 2 tỷ. Thì nó là những cái phân khúc mà nó luôn luôn có nhu cầu. Mặc dù thị trường như thế nào thì nhu cầu ở và nhu cầu sinh hoạt thì đều có. Và phần lớn của nhu cầu là mua để ở và vẫn luôn ổn định, ngoại trừ các trường hợp mua đầu cơ tích trữ. Ví dụ như một số dự án mọc ra nhưng thực sự là nó quá xa với khu làm việc, quá xa với khu trung tâm, thì nó chỉ mang tính chất đầu cơ trong cái lúc thị trường bong bóng. Còn lại thì khi mà hoàn thành dự án thì chẳng có ai chuyển về ở, cũng hạ tầng rất là kém, thì đó là những dự án đầu cơ. Còn lại nếu như những dự án mà anh chị thấy những dự án chung quanh rất nhiều người ở, sáng đèn ở tất cả các căn hộ, hoặc là sáng đèn có những người đang làm xây dựng ở các cái dự án mà phân lô bán nền để bắt đầu ở, thì đó là những dự án chúng ta cần phải rất là quan tâm trong bất kỳ một giai đoạn nào. Và đó là hai cái phân khúc mà chúng tôi muốn anh chị em và các bạn phải lưu tâm. Thì thưa với anh chị em và các bạn, thì thông thường á, thì đi ngay vào cái vấn đề chính của video ngày hôm nay, tức là chúng ta đi vào tìm hiểu cái dấu hiệu nhận biết khủng hoảng nhà đất tiếp theo sẽ như thế nào. Tức là chúng ta tìm xem chúng ta đang hiện tại, giai đoạn hiện tại đang ở đâu trong cái thị trường bất động sản, và thị trường đang ở cái giai đoạn nào trong bốn cái giai đoạn chúng tôi vừa nói ở trên. Thì chúng ta cần phải lưu tâm những vấn đề này, là chúng ta ghi lại vào bút là số lượng giao dịch có gia tăng hay không, giá cả trên thị trường có tăng hay không, các dự án và các công trình được khởi công có tăng hay không, địa bàn triển khai có gia tăng hay không, các chủ thể bất động sản có thêm hay không, quy mô dự án có tăng hay không, giá trị dự án có tăng hay không, dòng tiền vào các dự án tăng, và sự chú ý của truyền thông vào lĩnh vực bất động sản. Rồi, chúng ta lưu tâm cái vấn đề này để chúng ta sẽ đi tới một video khác trong cái lần trực tiếp tiếp theo. Còn hiện tại thì chúng ta sẽ nhìn qua các cái chỉ số kinh tế của 9 tháng năm 2018, nguồn dữ liệu là của Saview Việt Nam. Thì anh chị và các bạn sẽ nhìn thấy tăng trưởng GDP là khoảng 6,9%, doanh thu bán lẻ thì 106 tỷ đô, tăng trưởng tín dụng khoảng 9,5%, thặng dư thương mại thì 5,4 tỷ đô la Mỹ. Khách quốc tế của chúng ta thì khoảng gần 12 triệu lượt, và vốn FDI thì có dấu hiệu của chuyện suy giảm còn 25,3 tỷ đô. Và thưa với anh chị em và các bạn là tăng trưởng khoảng 6%, tức là cho với năm trước. Lãi suất cho vay mua nhà thì đang nằm ở cái mức khoảng 11%, và chỉ số giá tiêu dùng của chúng ta thì đang là 3,6. Số doanh nghiệp thành lập mới là 96.600. Thưa với anh chị em và bạn, các cái chỉ số này chúng ta áp vào những cái đoạn, từ những cái phân đoạn ở phía trên thì chúng ta có thể nhận biết, và chúng tôi sẽ bày cho anh chị em và các bạn nhận biết cái xu hướng thị trường và cái vị trí của thị trường bất động sản hiện tại đang ở đâu. Vâng, đây. Thưa với anh chị em và các bạn, chúng ta sẽ phải test qua một cái số liệu rất là quan trọng, đó chính là tồn kho bất động sản qua các năm. Từ năm 2015, chúng tôi có số liệu của những năm trước đó, nhưng tạm thời chúng ta sẽ view trên màn hình là 4 năm gần đây. Thì nhờ cái việc tồn kho bất động sản qua các năm, chúng ta sẽ đánh giá là cái lượng tồn kho còn lại, chưa tính tới tồn kho ngược, tức là những người mua mà không có nhu cầu thực quay trở ngược lại, chính là cái nguồn tồn kho, là cái nguồn gọi là cung hàng để tạo đến cái áp lực lên cái nhu cầu. Thì cái này chúng tôi chưa đánh giá được, nhưng mà chỉ đánh giá trên cái tồn kho thực còn lại. Và từ năm 2014 tới nay, thì thưa với anh chị em các bạn là năm 2015 thì tồn kho bất động sản khoảng 73.889 tỷ, giảm khoảng 40% so với năm 2014. Như vậy chúng ta lấy 73.889 tỷ mà nhân với 140% thì sẽ ra cái tồn kho của năm 2014. Thì thấy rằng là cái tồn kho bất động sản của giai đoạn mà 2012-2014 thì thực sự là rất là nhiều, trên cả hàng trăm ngàn tỷ đồng tồn kho bất động sản. Nên là cái chuyện khủng hoảng giai đoạn bất động sản đóng băng giai đoạn đó cũng là điều đương nhiên thôi. Và thưa với anh chị em và các bạn, năm 2016 thì tồn kho còn lại 63.740 tỷ, giảm khoảng 13,9% so với cuối năm 2015. Thì đây là một cái giai đoạn mà giảm tồn kho được khoảng đâu đó xích soát khoảng tầm 10.000 tỷ thôi. Thì đây cũng là một giai đoạn mà cái giai đoạn trước cái việc tồn kho nó giảm mạnh, nên năm 2015 thì giảm được 40%, thì 2016 nó chậm lại. Tuy vậy thì sang năm 2017 thì nhu cầu dự án, rồi những cái vấn đề liên quan đến thúc đẩy hạ tầng và cái
cái điểm nhấn rất là quan trọng đó là cái đặc khu kinh tế, nên là chúng ta giảm tiếp được 28% tồn kho từ năm 2015 63.700 tỷ xuống 45.872 tỷ năm 2017, và đến năm 2018 thì cái lượng tồn kho không còn nhiều, vì vậy nên chúng ta đẩy thêm được khoảng hơn 20.000 tỷ đồng tồn kho từ năm 2017 xuống 2018, còn lại có 24.000 tỷ thôi. Nhưng cái vấn đề chúng ta cần phải quan tâm nữa đó chính là cái vấn đề tín dụng đổ vào lĩnh vực bất động sản. Thưa anh chị em và các bạn, là tín dụng đây là một cái vấn đề là dư nợ là lĩnh vực bất động sản, thì tồn kho của chúng ta giảm mạnh nhưng mà dư nợ của chúng ta thì tăng mạnh. Từ năm 2010 đến nay thì chúng ta thấy trên màn hình là tính theo nghìn tỷ đồng thì tồn kho bất động sản năm 2017 của chúng ta tăng lên 471.000 tỷ. Đây thực sự là một con số rất là lớn, và như vậy chúng ta thấy được rằng là cái tồn kho mà bất động sản thực có giảm thì tín dụng bất động sản tăng lên rất là nóng, rất là nhanh. Và cuối năm 2017 thì chúng ta đã nhìn thấy những cái tín hiệu của tín dụng bất động sản tăng rất là mạnh, nên chúng ta đã bắt đầu có những cái thông tư, những cái chính sách để kìm bớt lại cái đà tăng nóng của thị trường bất động sản. Và thưa với anh chị em và các bạn là giữa so sánh những cái con số này chúng ta áp lên trên cái chu kỳ thì chúng ta sẽ dễ nhận ra được thị trường, dễ nhận ra được xu hướng. Và theo cái tầm nhìn của chúng tôi đến năm 2022 bằng cái việc là sử dụng cái dự báo xu hướng thị trường bất động sản kết hợp với chứng khoán, thì chúng ta thấy trên màn hình anh chị em và các bạn đó là cái biểu đồ của thị trường chứng khoán. Thì chúng ta thấy trong cái video ngày hôm qua mà trên kênh của chúng ta có đăng ra là định giá thị trường bất động sản và cái 30 năm những cái xu hướng về chu kỳ, thì chúng ta thấy được rằng là chúng ta có 3 chu kỳ bong bóng bất động sản và 3 chu kỳ suy thoái bất động sản. Thì gồm các cái chu kỳ là 1995, 1999 là giai đoạn đầu của gọi là mở cửa đổi mới, thì chúng ta có một cái giai đoạn suy thoái rất là dài. Từ năm 1986 đến năm 1995 thì chúng ta mở cửa đổi mới, chuyển giao đất đai, nên đến năm 95-99 thì chúng ta bị khủng hoảng về bất động sản và bị suy thoái. 2003-2006 là một trong những cái giai đoạn mà thị trường chứng khoán cũng tăng nóng, tăng mạnh, và thị trường bất động sản thì cũng là tạo bong bóng vào khoảng nửa cuối năm 2016, đầu năm 2006, đầu 2007 là có phần là trùng lặp với thị trường chứng khoán. Sau đó thì đến khoảng năm 2008, năm 2009 là bất động sản cũng suy thoái và thị trường chứng khoán thì cũng đã suy thoái trước đó khoảng tầm 6 tháng tới 9 tháng. Và đến nửa cuối năm 2009 thì chúng ta có một đợt tăng hồi phục của thị trường chứng khoán, và cũng là giai đoạn bong bóng bất động sản trở ngược lại năm 2009. Cả chứng khoán và bất động sản đều tăng trở lại nhờ vào gói kích thích kinh tế hỗ trợ lãi suất 4% trong giai đoạn này. Sau đó thì đến năm 2012, 2013 thì thị trường bất động sản bắt đầu suy thoái trở lại, và thị trường chứng khoán trước đó thì đã suy thoái từ năm 2009 đến năm 2013 thì khoảng tầm 4 năm là đi ngang và thậm chí là đi xuống, rất là xấu trong cái giai đoạn này, gần như là rất khó để kiếm ăn. Nửa cuối năm 2013 đến năm 2017 thì chúng ta thấy được thị trường chứng khoán tăng rất là mạnh, và chúng ta đã có những cái dự báo là thị trường chứng khoán hiện tại thì đang có những cái dấu hiệu tạo đỉnh ở ngày tháng 4 năm 2018 ở mức 1.210 điểm. Và chúng tôi thấy rằng là theo chúng tôi thì dự báo là cái thị trường bất động sản đã tăng nóng năm 2017 đến nửa đầu năm 2018, tức là khoảng cuối 2017 đầu 2018, đó là giai đoạn tăng nóng nhất của bất động sản. Và bất động sản hiện tại thì chúng tôi đang thấy là nó đang nằm ở chu kỳ 3, tức là cái chu kỳ gọi là giảm bớt. Đây là cái chu kỳ 3, chu kỳ số 3. Chu kỳ số 3 đó là chu kỳ giai đoạn hạ nhiệt. Hiện tại thì bất động sản đang trong giai đoạn hạ nhiệt. Và theo chúng tôi thì chúng tôi dự báo rằng là bắt đầu bất động sản sẽ suy thoái vào đầu năm 2019 đến năm 2021. Đây là 2 năm mà thị trường bất động sản sẽ trầm lắng và đóng băng khá là nhiều. Và anh chị em và các bạn có thể là lấy đây là nguồn dữ liệu để tham khảo cho cái thị trường bất động sản trong giai đoạn sắp tới. Rất cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã dành thời gian để gọi là review cùng với chúng tôi, phân tích cái cách nhận biết cái xu hướng thị trường bất động sản, sử dụng vào cái phương pháp là nghiên cứu các cái chu kỳ bất động sản, cũng như là sử dụng các cái dữ liệu thực tế để áp vào những cái dấu hiệu trong các chu kỳ để tìm ra và dự báo cái thị trường bất động sản trong giai đoạn sắp tới sẽ như thế nào. Và nếu yêu thích video này thì đừng quên like cho video, cũng như là chia sẻ video này tới những anh chị em và các bạn
người thân để biết được cái định hướng về xu hướng của thị trường. Và xin rất cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Nhớ là đăng ký kênh Tự Doanh Nhà Đất để có thể cập nhật cái tình hình thị trường liên tục trong thời gian sắp tới, để biết được chúng ta đang ở đâu và khu vực nào là khu vực chúng ta cần phải quan tâm để đầu tư cũng như là tìm kiếm cái nhu cầu ở và sinh sống. Cảm ơn quý anh chị em và các bạn rất nhiều. Thân ái chào, hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong video tiếp theo. Đừng quên là like, subscribe kênh cho nhóm Tự Doanh Chứng Khoán. Cảm ơn quý anh chị em và các bạn.